xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng theo dõi trên màn hình các trường hợp mà chúng ta sẽ sử dụng thời hiện tại đơn present simple để diễn tả chúng ta thường sử dụng thời hiện tại đơn khi muốn nói về một thói quen ở hiện tại ví dụ khánh vi walks to school every day khánh vi thì thường đi bộ đến trường chúng ta cũng có thể sử dụng thời hiện tại đơn để nói về mức độ thường xuyên của một hành động ví dụ khánh vi doesn't eat seafood very often khánh vi thì không thường xuyên ăn hải sản hoặc chúng ta cũng có thể sử dụng thời hiện tại đơn để uh, nói về một sự thật hiển nhiên ví dụ như thế này Việt Nam is in Asia. Việt Nam thì nằm ở châu Á. hoặc khi chúng ta muốn miêu tả trạng thái của người hoặc vật thì chúng ta cũng có thể sử dụng thời hiện tại đơn ví dụ Do you have a driving lesson? Bạn có bằng lái xe ô tô không? Bên cạnh đó thì chúng ta cũng còn dùng thời hiện tại đơn để nói về một sự việc sẽ xảy ra trong tương lai thường là sẽ theo thời gian biểu hoặc một kế hoạch đã định sẵn. Ví dụ, the train leaves at 3 p Đoàn tàu thì sẽ rời ga vào lúc 3 giờ chiều. Bây giờ, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem hình thức cũng như là cấu trúc của thời hiện tại đơn. Về cấu trúc của câu khẳng định ở thời hiện tại đơn thì chúng ta thấy cấu trúc câu khẳng định thời hiện tại đơn thường có dạng chủ ngữ cộng với một động từ có thể thêm đuôi S hoặc ES. Ví dụ, I work as an English language teacher at the English language centers in Hanoi tôi làm giáo viên tiếng Anh tại một trung tâm tiếng Anh ở Hà Nội. Hoặc ví dụ thứ hai, every day I plan and deliver lessons. Hàng ngày thì tôi lên kế hoạch chuẩn bị và giảng bài. Ở cấu trúc câu phủ định thì chúng ta thấy cấu trúc câu phủ định thường có dạng chủ ngữ cộng với don't hoặc doesn't và cộng với động từ nguyên thể. Ví dụ thứ nhất, I don't work in Hanoi. Tôi không làm việc ở Hà Nội. Hoặc ví dụ thứ hai, He doesn't do lesson planning or teaching. Anh ta không soạn bài và cũng không giảng bài. Thế còn cấu trúc ở câu nghi vấn thì sao? Ở câu nghi vấn thì chúng ta thấy có hai dạng, đó là câu nghi vấn không có từ để hỏi, hay còn gọi là Yes, no questions, và câu nghi vấn có từ để hỏi, hay còn gọi là w questions. Với câu nghi vấn không có từ để hỏi Yes, no questions, thì chúng ta thấy câu hỏi loại này thường bắt đầu bằng trợ động từ do does, sau đó là chủ ngữ và đến động từ nguyên thể. Ví dụ. Do you work in Hà Nội? Bạn làm việc ở Hà Nội có phải không? Thế còn với câu hỏi có từ để hỏi thì chúng ta thấy câu hỏi này thường được bắt đầu bằng từ để hỏi, hay còn gọi là WH word. Sau đó sẽ là do, does, uh, chủ ngữ và động từ nguyên thể. Ví dụ, What does he do? Anh ấy làm công việc gì vậy? Thời hiện tại tiếp diễn sẽ được sử dụng để miêu tả hành động đang diễn ra tại thời điểm nói. Ví dụ. V is cooking in the kitchen. V thì đang nấu ăn ở trong bếp. Bên cạnh đó, chúng ta cũng có thể sử dụng thời hiện tại tiếp diễn để nói về một tình trạng chỉ diễn ra tạm thời. Ví dụ như thế này. He's working on the project of wind power until December. Anh ta thì đang làm dự án liên quan đến điện gió cho đến tháng 12. Và chúng ta cũng sử dụng thời hiện tại tiếp diễn để nói về một kế hoạch sẽ xảy ra trong tương lai, nhưng mà đây là chắc chắn sẽ xảy ra. Ví dụ I'm attending the conference on English language teaching. Tôi sẽ tham gia một hội thảo về giảng dạy tiếng Anh. Ngoài những cách dùng trên thì thời hiện tại tiếp diễn còn được sử dụng uh, để diễn tả một thói quen khó chịu và thường sẽ đi cùng với trạng từ chỉ tần suất always. Ví dụ như thế này. Dustin is always taking my book without asking. Dustin lúc nào cũng lấy quyển sách của tôi mà không hỏi trước. Về cấu trúc của thời hiện tại tiếp diễn thì các bạn có thể theo dõi bảng tổng kết sau ở cấu trúc câu khẳng định thì cấu trúc câu khẳng định sẽ có dạng chủ ngữ đi cùng với động từ to be có thể là am, um, is hoặc are và động từ thêm đuôi ing ví dụ I'm working on the project right now. Thế còn cấu trúc câu phủ định thì chúng ta chỉ cần thêm từ phủ định not sau to be đó là chủ ngữ đi với to be am um, is are not cộng với động từ thêm đuôi ing ví dụ I'm not working right now. Thế còn đối với cấu trúc câu hỏi thì cũng tương tự như thời hiện tại đơn, chúng ta có hai mẫu câu hỏi, câu hỏi có từ để hỏi và câu hỏi không có từ để hỏi. Với câu hỏi không có từ để hỏi thì câu hỏi loại này thường bắt đầu bằng to be. Be cộng với chủ ngữ cộng với động từ thêm đuôi ing. Ví dụ, I working right now. Thế còn với câu hỏi có từ để hỏi thì rất đơn giản, chúng ta chỉ cần thêm từ để hỏi vào đằng trước. Đó là từ để hỏi, be, chủ ngữ và động từ thêm đuôi ing. Ví dụ, what are you doing at the moment? Để chúng ta có thể nhận biết xem động từ trong câu đang được chia ở thời nào, thì với thời hiện tại tiếp diễn, chúng ta sẽ tập trung vào dấu hiệu nhận biết của câu. Và đây sẽ là các cụm từ chỉ thời gian. Ví dụ như là now, right now, hoặc có thể là at the moment, at present. Chúng ta cũng có thể bắt gặp trạng từ currently. Thời hiện tại hoàn thành sẽ được sử dụng để miêu tả các hành động xảy ra trong quá khứ và kéo dài đến thời hiện tại. Ví dụ, I have lived there for three years. Tôi đã sống ở đây được 3 năm rồi. Hoặc chúng ta cũng có thể sử dụng thời hiện tại hoàn thành để miêu tả các hành động xảy ra trong quá khứ nhưng không rõ thời điểm và vẫn để lại kết quả ở hiện tại. Ví dụ, he had just moved in room number 12. Anh ta thì vừa chuyển đến phòng 12. Ngoài ra, chúng ta cũng sử dụng thời hiện tại hoàn thành để nói về những sự việc diễn ra nhiều lần từ thời điểm trong quá khứ đến hiện tại. Ví dụ, she has read the documents for five times. Cô ấy đã đọc tài liệu này 5 lần rồi bên cạnh đó thì chúng ta cũng sử dụng thời hiện tại hoàn thành để thể hiện hành động xảy ra nhưng chưa kết thúc ở hiện tại ví dụ i haven't seen him this week tuần này tôi chưa gặp anh ta về cấu trúc của thời hiện tại hoàn thành thì xin mời các bạn chúng ta cùng theo dõi bảng sau ở câu khẳng định thì chúng ta sẽ sử dụng chủ ngữ cộng với have hoặc has và cộng với động từ ở dạng phân từ 2 ví dụ i have been to seven countries ở cấu trúc câu phủ định thì sẽ có dạng chủ ngữ cộng với haven hoặc hasn't và đi cùng với một động từ phân từ hai ví dụ i haven't been to any other countries về câu hỏi thì chúng ta cũng có câu hỏi không có từ để hỏi và câu hỏi có từ để hỏi với câu hỏi không có từ để hỏi thì câu hỏi này sẽ được bắt đầu bằng have hoặc has cộng với chủ ngữ và cộng với một động từ phân từ hai ví dụ have you met this mom yet thế còn với câu hỏi có từ để hỏi thì chúng ta chỉ cần thêm từ để hỏi vào phía trước từ để hỏi have has cộng với chủ ngữ và cộng với động từ phân từ hai. Ví dụ, How many countries have you been to? Để nhận biết động từ trong câu được chia ở thời hiện tại hoàn thành, thì chúng ta sẽ tập trung vào các từ như là since, for, hoặc chúng ta có thể tập trung vào các trạng từ ví dụ just, already, yet hoặc là um, never, ever. quá khứ đơn sẽ có công thức như thế nào và nó sẽ được sử dụng trong những trường hợp nào? Chúng ta hãy cùng theo dõi nội dung bài giảng sau đây nhé. Đầu tiên là cách chia thể của động từ ở thì quá khứ đơn. Chúng ta hãy cùng nhau theo dõi bảng bên cạnh. Chúng ta thấy ở câu khẳng định chúng ta có chủ ngữ đi với động từ và động từ này chúng ta sẽ chia ở quá khứ và thông thường các động từ nếu có quy tắc thì chúng ta sẽ thêm vào sau nó đuối ED. Và trừ các cái trường hợp động từ bất quy tắc thì chúng ta phải ghi nhớ Ví dụ, I had a very nice summer with my parents. Câu này có nghĩa là tôi đã có một mùa hè rất vui vẻ cùng với bố mẹ của mình. Tiếp tục ở câu phủ định thì chúng ta sẽ sử dụng trợ động từ là từ did thêm vào sau đó là từ not và trong một vài trường hợp chúng ta sẽ nói nó là did not hoặc là didn't. Ví dụ, I didn't enjoy going out last night. Có nghĩa là tôi thực sự không thích việc đi chơi vào tối hôm qua. Và đối với câu hỏi nghi vấn thì chúng ta chỉ việc đảo ở uh, trợ động từ did hoặc là đối với câu nào sử dụng động từ be là chính là từ was và từ were chúng ta đảo nó lên đầu câu. Ví dụ, did you have a very nice summer with your parents? Có nghĩa là bạn đã có một mùa hè vui vẻ cùng với bố mẹ của mình chứ? Và trong một số câu hỏi thì chúng ta để từ để hỏi động từ question cộng với trợ động từ là did hoặc là was were trong trường hợp này. Ví dụ, was it your first time to Hawaii? Đó có phải là lần đầu tiên bạn đến với Hawaii hay không? Các bạn lưu ý một số trạng từ trạng ngữ thường được sử dụng để diễn đạt các chức năng của thì quá khứ đơn Đó chính là từ ago, yesterday, từ lost cộng với một số những danh từ chỉ thời gian Ví dụ như là day, week, month, year, vân vân. Tiếp tục chúng ta có in the past, the day before, today, this morning, hoặc là this afternoon. Ám chỉ là thời gian đã diễn ra ở trong ngày. Hoặc là it's time, đã đến lúc chúng ta làm gì đó. Chúng ta có một mệnh đề đó là when we were planning the trip. Vậy thì đây chính là thì thứ hai mà thầy muốn truyền tải đến các em trong buổi ngày hôm nay. Đó chính là thì quá khứ tiếp diễn. Đầu tiên là về công thức của nó thì cũng giống như với các thì tiếp diễn khác thì quá khứ tiếp diễn cũng có công thức là be cộng với verb có đuôi ing và cho động từ be ở đây chúng ta chia nó về dạng quá khứ tức là một trong hai từ was hoặc là were. Chúng ta sử dụng was trong trường hợp chủ ngữ là ngôi số ít và từ were trong trường hợp chủ ngữ là ngôi số nhiều. Ở dạng phụ định rất đơn giản chúng ta chỉ cần thêm not vào phía sau từ was hoặc là were và tương tự như vậy đối với dạng câu hỏi nghi vấn chúng ta đảo was were ở uh, lên đầu câu còn trong trường hợp các bạn muốn sử dụng WH question thì chúng ta cũng uh, đưa nó lên đầu câu và tiếp theo đó là từ was và từ were tất cả mọi trường hợp thì động từ của chúng ta đều có đuôi ing thì quá khứ hoàn thành nghe qua thì có vẻ hơi lạ lẫm với chúng ta đúng không tuy nhiên thầy bật mí với các em nhé đây là một thì vô cùng đơn giản. Đầu tiên là về công thức. Chúng ta chỉ cần sử dụng trợ động từ had và theo sau nó là một động từ ở phân từ hai. Ví dụ, Ở thể phủ định, chúng ta chỉ cần thêm not vào đằng sau had hoặc chúng ta có thể nối tắt nó thành hadn't. Ví dụ They had a long time Và ở thể nghi vấn chúng ta chỉ cần đảo trợ động từ had lên đầu câu Và cũng sử dụng trợ động từ had trong những câu hỏi WH questions Ví dụ Traveled much before that Trong sơ đồ này, chúng ta thấy có xuất hiện thời hiện tại đơn dùng để diễn tả hành động xảy ra thường xuyên trong một khoảng thời gian. Còn hiện tại tiếp diễn lại được dùng để diễn tả hành động xảy ra tại thời điểm nói. Thời điểm này được đánh dấu sao trên sơ đồ. Trong khi đó hiện tại hoàn thành thì lại được sử dụng để diễn tả hành động xảy ra trong quá khứ nhưng không có thời gian xác định hoặc diễn tả hành động xảy ra trong quá khứ nhưng còn kéo dài tới thời điểm nói. Về thời quá khứ thì chúng ta thấy quá khứ đơn được dùng để diễn tả những hành động xảy ra và kết thúc trong quá khứ. Nhưng khi ta có một hành động xảy ra trước một hành động khác trong quá khứ thì hành động này sẽ được chia ở quá khứ hoàn thành. Về thời tương lai thì chúng ta thấy tương lai đơn sẽ được dùng để diễn tả hành động xảy ra trong tương lai. Và khi chúng ta muốn thể hiện một hành động xảy ra trước một hành động khác trong tương lai thì chúng ta sẽ sử dụng thời tương lai hoàn thành. Như vậy, khi chia các thì trong tiếng Anh thì chúng ta cần phải xem xem hành động đó rơi vào khung thời gian nào trong sơ đồ trên, xảy ra trong suốt quá trình thời gian, diễn ra tại thời điểm nói, đã xảy ra hay chưa xảy ra. Và bây giờ, xin mời các em chúng ta sẽ cùng theo dõi một số ví dụ sau và các em sẽ cho cô biết xem các động từ trong những câu này đang được chia ở khoảng thời gian nào trong sơ đồ. Ở câu đầu tiên chúng ta thấy, every day I plan and deliver lessons. Ở đây chúng ta thấy hành động đang xảy ra trong suốt một khoảng thời gian. Ở câu thứ hai, I'm working on the project right now. Trong câu này, chúng ta thấy hành động đang xảy ra tại thời điểm nói. Ở ví dụ thứ ba, were they stressed before the exam? Trong ví dụ này, chúng ta thấy hành động đã xảy ra hay còn gọi là đã kết thúc rồi. Và sang đến ví dụ thứ tư, he missed the train last night by the time he got to the station the trend has left. Ở đây thì chúng ta thấy hành động này đã xảy ra và hoàn tất rồi, trong đó thì có một hành động xảy ra trước một hành động khác trong quá khứ. Sang đến ví dụ tiếp theo, Chloe will be 10 years old next month. Thì chúng ta thấy đây là một câu văn dùng để diễn tả hành động chưa xảy ra. Trong quá trình ôn tập các thời thể trong tiếng Anh thì các em cần lưu ý một số trường hợp mà chúng ta thường nhầm lẫn trong quá trình làm các bài tập liên quan đến các thời thể Trường hợp đầu tiên là trường hợp mà chúng ta sẽ dùng thời hiện tại tiếp diễn để nói về một thói quen gây khó chịu và thường sẽ kết hợp với trạng từ chỉ tần suất always. Ví dụ, look is always taking my book without asking. But look thì lúc nào cũng lấy sách mà không hỏi ý kiến của tôi. Trường hợp thứ hai là trường hợp mà chúng ta sẽ dùng thời quá khứ đơn để nói về các hành động xảy ra liên tiếp trong quá khứ. Ví dụ, he came in, sat down and order a whopper. Trường hợp thứ ba là trường hợp chúng ta sẽ sử dụng thời quá khứ tiếp diễn để diễn tả về một hành động đang diễn ra nhưng lại bị cắt ngang bởi một hành động khác. Và trường hợp này chúng ta thường thấy có sự xuất hiện của từ when. Ví dụ, I was preparing our dinner when someone rang the bell. Khi ai đó bấm chuông thì chúng tôi đang chuẩn bị bữa tối. Trường hợp tiếp theo là trường hợp mà chúng ta sẽ sử dụng thời quá khứ tiếp diễn để diễn tả hai hành động xảy ra song song trong quá khứ và trong trường hợp này chúng ta thường thấy sự xuất hiện của từ while. Ví dụ, I was having dinner with my parents while my sister was talking to her husband. Chúng tôi đang dùng bữa tối trong khi đó thì chị gái của tôi đang nói chuyện với chồng của cô ấy. Trường hợp tiếp theo là trường hợp chúng ta cần phải lưu ý, đó là chúng ta sẽ không sử dụng will trong mệnh đề chỉ thời gian. Ví dụ, chúng ta sẽ không nói I'll call you when I will get to the airport. Mà thay vào đó chúng ta sẽ nói I'll call you when I get to the airport. Tôi sẽ gọi điện cho bạn khi mà tôi đến sân bay. Một trường hợp nữa mà chúng ta cũng cần phải cẩn thận trong quá trình làm các bài tập liên quan đến các thời thể trong tiếng Anh đó là chúng ta cần phải phân biệt cách sử dụng ở uh, for trong hiện tại hoàn thành với cách sử dụng ago trong quá khứ đơn. Chúng ta có hai ví dụ sau. Ví dụ Susan has been married for three years hoặc Susan got married three years ago. Trong hai ví dụ này thì chúng ta thấy for thường sẽ đi với khoảng thời gian dùng để diễn tả hành động xảy ra trong một khoảng thời gian nào đó và chúng ta sẽ dùng for trong thời hiện tại hoàn thành. Thế còn ago, với ago thì chúng ta thường dùng ago khi chúng ta muốn nhấn mạnh vào mốc xảy ra hành động trong quá khứ. Nghĩa là hành động này đã xảy ra trong quá khứ và diễn ra vào thời điểm nào ví dụ với hai câu trên thì với câu đầu tiên susan has been married for three years có nghĩa là susan đã kết hôn trong ba năm thế còn sang câu thứ hai susan got married three years ago thì có nghĩa là ba năm trước susan đã kết hôn một trường hợp nữa mà chúng ta cũng rất hay nhầm trong quá trình làm bài đó là với cấu trúc used to Đi cùng với một động từ nguyên thể không tu thì chúng ta thường sử dụng cấu trúc này để diễn tả một hành động hoặc một thói quen xảy ra trong quá khứ và bây giờ không còn thực hiện nữa. Ví dụ, my sister used to eat meat, but now she's a vegetarian. Ngày xưa thì chị tôi thường ăn thịt nhưng mà bây giờ cô ấy là một người ăn chay. Trường hợp cuối cùng là một trường hợp mà chúng ta cũng phải lưu ý, đó là chúng ta cần phân biệt cách sử dụng will và be going to khi nói đến một hành động diễn ra trong tương lai ví dụ my car is not working i'll give you a lift không phải là i'm going to give you a lift